Một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, cảnh sát bang Florida của Mỹ đã tiêu diệt một con cá sấu dài 4 mét sau khi phát hiện một thi thể người trong miệng con vật này. Nạn nhân được xác định là một phụ nữ 41 tuổi. Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Pinellas thuộc bang Florida cho biết, con cá sấu đã bị tiêu diệt với sự hỗ trợ của Ủy ban Bảo tồn cá và động vật hoang dã Florida. Đội lặn sau đó được triển khai và đã vớt được các bộ phận thi thể. Nạn nhân được xác định là bà Sabrina Beckham, 41 tuổi, người vô gia cư. Cơ quan điều tra vẫn chưa thể xác định liệu nạn nhân chết do bị cá sấu tấn công hay qua đời do một nguyên nhân nào khác. Ủy ban bảo tồn cá và động vật hoang dã Florida ước tính bang này có khoảng 1,3 triệu con cá sấu.